chào Quang Hùng, đây xin chào tất cả các anh chị. Lời nói đầu tiên thì cho Quang Hùng đây xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Chiều nay em có đọc sót tên của một cô bạn của cô Tina Thị Dương á. Bạn của cô Tina Thị Dương có hỗ trợ cho Quang Hùng đen là 100 đô. Nhờ anh Sơn Quỳnh chuyển qua cho Quang Hùng đen. Quang Hùng đen đã nhận rồi mà hồi nãy đọc mà em quên. Đây sẵn buổi tối thì Quang Hùng đen xin mời cả nhà mình cùng ăn tối với Quang Hùng đen ha. Đây là cơm cơm tấm Long Xuyên ha cả nhà. Đây là cơm tấm Long Xuyên. Mỗi lần về là ghé ra ngoài đây ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Đây là nếu mà có dịp á, anh chị nào về Việt Nam á, Quang Hùng đen sẵn sàng dẫn đường đi về quê của Quang Hùng đen ăn những món này nè. Nó không có bao nhiêu tiền hết trơn nhưng mà nó ngon lắm. Ok. Đó. Đó. Cứu hộ ăn đó nha cả nhà. Đó. Dạo này ăn uống không có vô gì hết trơn á. Dạo này ăn uống không vô. Đó. Đó. À, đây là hủ tiếu hả chị? Hủ tiếu hay cháo gì đây nè, bánh canh. À, bên đây là cơm nè. Ai về Phú Tân, An Giang nhớ ghé ăn cơm nha. Chị bán cơm ơi, chị bán cơm đó. Đó. Ai về Phú Tân, An Giang nhớ ghé ăn cơm nha. Đó, bà Bảy rồi, bà bảy không nhớ con bà Bảy. Rồi cả nhà, đây là cơm ngon lắm luôn á. Ngon không chị? Quá là ngon. Ngon không? Ngon ngon. Bà kia ăn giống ăn cướp, giống tướng cướp bây giờ khục khục. Con cảm ơn cô bạn của cô Tina Thị Dương đã hỗ trợ cho máy ấm của con 100 đô. Hồi chiều này con cảm ơn, con quên sót cô á. Con xin lỗi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Con chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi con xin chào cô.